Hello anh em, mình là Đan và chào mừng anh em đã quay trở lại với 7net. Đây là chuyên mục Smart Home. Thì hôm trước mình có giới thiệu cho anh em về một cái sản phẩm của Xiaomi, đó là chiếc ống đun. Trong đó nó hơi bình thường, nó không có gì đặc biệt hết. Thì biết tất nhiên là nó sẽ sang trọng hơn, an toàn hơn và nấu nước nhanh hơn á. Nhưng mà nhiều anh em comment dưới bảo là nó không xứng đáng vào chuyên mục Smart Home. Nên hôm nay mình sẽ đem đến một cái sản phẩm mới, cũng là được Xiaomi. Nó cũng gần như tương tự là ống đun nước bình thường. Tuy nhiên, nó có thể kết nối điện thoại, nó thông minh hơn, nó có thể hiển thị nhiệt độ và giữ ấm nước, vân vân và may. Đây, Xiaomi Smart Kettle Pro. Tất nhiên, con này đang được bán chính hãng tại CMS và đường link mình sẽ để ngay phần mô tả video. Con này hiện tại ngay bây giờ đang được giảm giá gần 400.000 đồng, tức là giảm giá gần 30%. Ok, mình cùng vào intro để mà tìm hiểu ống đun này nha. Lần đầu tiên mình cầm con này á là mình cực kỳ ấn tượng luôn. Tiền nào của đó, cực kỳ sang trọng và thanh lịch. Với thiết kế của Xiaomi Mi Smart Kettle theo dạng unibody, chủ đạo là hình trụ tròn, to phần đế và hẹp dần ở phần đầu, khiến ấm đun thêm phần vững chắc. Với lớp ngoài được bọc lớp nhựa cách nhiệt, cách điện, an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, vỏ này màu trắng, cực kỳ sang trọng, trang nhã, thêm phần tinh tế trong căn bếp của bạn. Gần phần đế có logo Mi làm chìm và có vẻ như nhà sản xuất không muốn chiếm quá nhiều spotlight. Bên trong ấm tất nhiên được bọc một lớp inox chống rỉ sét và có cái vạch chia để mình biết mình đổ bao nhiêu nước vào bên trong. Và thể tích tối đa của ấm này là 1,5 lít. Phần đế thì không có gì nhiều, nhưng đặc biệt ở chỗ là nó khả năng quấn dây vào gọn. Tức là tùy vào độ dài bạn muốn, bạn có thể kéo ra bao nhiêu thì tùy ý. Cái này sẽ giúp cho căn bếp của bạn trở nên gọn gàng và không có quá nhiều dây điện thừa. Ngoài ra ở phần giữ dây có một cái núm cao su để mà giúp dây không bị tụt. Rất là tinh tế đến từ nhà Xiaomi luôn. Đi lên phần trên, phần tay cầm, đây là cái điểm mà nó ăn tiền và nó hơn những cái sản phẩm khác. Ngoài một cái nút vật lý để mà các bạn mở nắp, cái nút này hai ọc chỗ á, là khi các bạn bấm mở lên á thì nó không bung hết cỡ và không bung với tốc độ cao. Cái này nó tránh trường hợp bị bỏng á, khi mà các bạn đun nước mà đang sôi, những cái ấm rẻ tiền ngoài thị trường các bạn bấm nó bật lên và nước nóng có thể bắn vào tay, khá là nguy hiểm. Nhưng mà con này nó có một cơ chế hãm, đây bấm lên nó sẽ bung nhẹ nhàng lên, khá là hay. Đi xuống phần dưới, chúng ta sẽ thêm một cái đèn để mà hiển thị nhiệt độ. Và hai nút nữa, một nút để mà đun sôi và một nút để mà giữ ấm. Và con này được xem là Smart Home, nên nó sẽ có khả năng kết nối với lại điện thoại. Việc sử dụng con này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta sẽ có hai nút đây. Chỉ cần bấm nút Voice, tức là đun, là bắt đầu sẽ đun như bình thường, như một cái nút bình thường thôi. Và mỗi nút mà các bạn bấm lên sẽ có một cái nút tít và cái đèn sẽ sáng. Phía dưới này sẽ là một cái câu chức năng khá là mới là Keep Warm, tức là giữ ấm. Cái này sử dụng khi nào? Khi ví dụ như các bạn muốn chăm trà này nọ, muốn giữ cho nước 90 độ C, nhưng mà khi nào mà có trà sẽ chăm vào liên tục, vậy sẽ nước sẽ không cần phải nấu lại. Đó, Keep Warm. Và khi các bạn nhấn nhiều lần nha, nó sẽ thay đổi nhiệt độ mà nó muốn giữ ấm. Và những chế độ này các bạn có thể thay đổi ngay trên điện thoại. Và để kết nối Bluetooth cái ấm này với lại điện thoại á, thì cũng cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn phải khởi động Bluetooth trên chiếc thiết bị này bằng cách là giữ nút đun trong 3 giây. 1, 2, 3. Đấy, bắt đầu chớp, tức là Bluetooth đã bật lên. Một cái khác nữa là khi mà các bạn mua này là hàng cũ, hoặc là các bạn không thể nào mà kết nối với lại điện thoại, thì các bạn phải reset nó. Reset về kiểu như mới sản xuất luôn á. Và reset bằng cách nào? Đó chính là các bạn sẽ tắt và bật Bluetooth. Khi nãy mình đã chỉ các bạn cách bật Bluetooth rồi đó. Bây giờ sẽ tắt Bluetooth bằng cách nhấn nút đun này trong vòng 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là tắt Bluetooth. Rồi, giờ sẽ bật nó lại trong 3 giây. 1, 2, 3. Đó. Và trên điện thoại, để mà kết nối với ấm, các bạn sẽ sử dụng một cái app tên là Mi Home. Đây, cái app này sử dụng chung với lại các thiết bị Smart Home khác, ví dụ như robot thông minh, đèn thông minh này nọ của Xiaomi. Các bạn sẽ bật Bluetooth con này lên. Và ở đây có một dấu cộng, bấm vào dấu cộng nè. Đây nó sẽ quét thiết bị gần đây và sẽ quét ngay được con Mi Smart Kettle Pro của mình. Bấm vào kết nối thôi. Thế là xong thôi. Và mình sẽ chọn phòng cho nó nằm ở đó. Ok, chọn phòng khách. Mình có thể đổi tên cho nó, ví dụ như là ấm nước người yêu cũ. Và ở chiếc ấm này, chúng ta có thể thay đổi thời gian mà giữ ấm. Ví dụ như mình muốn giữ ấm trong vòng 2 giờ thôi để mà tiết kiệm điện, cũng như là trong cái thời gian sử dụng. Hoặc là có thể giữ ấm lên đến 12 tiếng.
Về thông số của em nó đi, chúng ta sẽ có một cái âm đun nước tối đa là 1,5 lít và công suất của nó rơi vào khoảng 1800W, khá là lớn, nên mình khuyên các bạn không nên sử dụng cái này chung với lại ổ cắm của ví dụ như lò vi sóng hoặc là bếp nướng á, thì chung ổ cắm nó nguy hiểm, công suất quá lớn. Với 1800W này, nó sẽ đun 1,5 lít nước chưa đầy 5 phút. Tức là các bạn bỏ nước vào, ra làm một tô mì, xong rồi quay trở lại, nước đã sôi, cực kỳ nhanh luôn. Rồi, tổng kết video lại, với hơn 1 triệu đồng bỏ ra, các bạn sẽ có cái ấm đun gọi là đẳng cấp, nó thông minh và nó sang trọng bậc nhất trên thị trường hiện tại luôn. Với những cái sản phẩm gia dụng như thế này á, thì mình không khuyên các bạn mua đại, tại vì những cái vật đun nước gì đó làm nóng nó sẽ sử dụng điện nhiều và dễ dàng gây mất an toàn về điện cũng như là cháy nổ, nên mình khuyên các bạn nên mua hàng chính hãng. Và tất nhiên hàng chính hãng thì mua ở đâu? Ở 7S. 7S hiện tại đang bán khá nhiều sản phẩm của Xiaomi, ví dụ như ấm đun, camera hoặc là robot hút bụi. Các bạn quan tâm thì đừng lên sản phẩm mình để ngay phần mô tả video nha. Ok, mình là Đan, xin chào và hẹn gặp lại.